Rồi em chào anh em ha, em là Tính chuyên bán máy cưa xích hàng bãi Nhật anh em. Hôm nay về được một con Huina hàng Thụy Điển anh em, Huina 136 ha, nòng bê tông là 38 ly anh em. Anh em xài tầm trung hoặc là dùng gia đình thì quá vip nha, xài tầm trung khai thác cũng ok anh em. Dòng này 38 ly, máy móc thì zin 100% anh em, máy cực kỳ đẹp nha. Con này gần như là mới luôn anh em, nhìn cái dàn vỏ ngoài này cũng biết rồi ha. Mặt tiền anh em vô vọng nè, siêu đẹp anh em. Mặt tiền là chưa có gì gọi là chạy xước nặng nha ha. 136 36 cc, đầu máy nặng 4,5 kg anh em. Con này hàng xịn Thụy Điển anh em, hai ốc lam. Con này em đã lên sinh mới anh em, làm 4 tắc ha. Rồi em xin là nghe em nó nổ máy lên, anh em nghe tiếng máy nha. Garanti cực kỳ chuẩn anh em, không bao giờ trôi xích ha. Rồi cái con này thì em bao anh em là zin 100% anh em, zin từ con ốc hết ha. Động cơ thì em bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Con này zin toàn bộ, động cơ còn rất là ngon ha, như mới rồi. Con này đảm bảo anh em là nó đẹp khoảng 98% luôn á, gần như mới rồi đó anh em. Em mở cái bộ, em có mở bô kiểm tra rồi anh em, cái bộ hơi nó còn quăng ngang nha, chạy chưa hết gu đai nha anh em. Rồi anh em cần liên hệ em, con này là 2,8 triệu anh em nào cần liên hệ em ha, 2,8 triệu nha anh em, bán ra bảo hành động cơ 6 tháng. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em.